Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, ngành công nghiệp hỗ trợ dù đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần nâng dần tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp lắp ráp, giảm tỷ lệ linh kiện phụ tùng phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, bức tranh chung về ngành công nghiệp này vẫn chưa mấy sáng sủa. Được xác định là xương sống của nền kinh tế, ngành công nghiệp hỗ trợ gần đây rất được chính phủ quan tâm, ban hành nhiều khung pháp lý để thúc đẩy ngành này phát triển, như chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, đề án trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Với sự hỗ trợ như vậy, nhưng thực tế ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta vẫn loay hoay tìm hướng đi phù hợp mà chưa có bước đột phá nào đáng kể. Có nhiều nguyên nhân khiến công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa phát triển, trong đó phải kể đến tình trạng các nguồn vốn đầu tư chưa đến được với doanh nghiệp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến trình độ kỹ thuật của các doanh nghiệp không được nâng cao, khó thực hiện chuyển giao công nghệ. Việt Nam có không ít các cơ chế chính sách dành cho công nghiệp hỗ trợ, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được thụ hưởng các chính sách trên thực tế khá thấp. Các chính sách cũng chưa trực tiếp và mang tính đặc thù đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nên chưa phát huy được tác dụng. Các biện pháp ưu đãi cho công nghiệp hỗ trợ chưa được tận dụng, sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ còn yếu. Bên cạnh đó, nhận thức về công nghiệp hỗ trợ ở các khâu hoạch định, thực thi chính sách và triển khai các chương trình hỗ trợ còn chưa thống nhất giữa cơ quan quản lý nhà nước, hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đánh giá của tôi thì hiện nay công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam hiện nay đang ở cái cấp độ rất là yếu và thiếu. Hiện nay các tập đoàn đa quốc gia thì đang rất là nỗ lực để tìm kiếm các nhà cung cấp, các nhà sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để cung cấp các cái sản phẩm linh phụ kiện cho họ. Tuy nhiên cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam thì hiện nay còn rất yếu, và nếu có thì cũng chỉ ở những cái sản phẩm mà có cái hàm lượng công nghệ thấp. Cái đấy tôi cho là một cái vấn đề rất là đáng quan ngại. Theo các chuyên gia kinh tế, để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam cần tiến hành song song 3 biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp. Cụ thể, cần có chế độ hỗ trợ vốn đầu tư thông qua cho vay với lãi suất hợp lý, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực để chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng soạn thảo chính sách về công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, phải thành lập một cơ chế hợp tác để doanh nghiệp cùng nhà nước có thể nhanh chóng thực hiện các hành động cụ thể. Thủ tướng sẽ ban hành được quyết định chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, thì trong cái chương trình này ấy, thì cũng sẽ hỗ trợ để các cái doanh nghiệp Việt Nam khắc phục các cái điểm yếu, điểm hạn chế, các cái tồn tại mà hiện nay mà chưa đáp ứng được yêu cầu của các cái chuỗi sản xuất toàn cầu, ví dụ như là về đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo về chuyển giao công nghệ và về quản trị sản xuất, để đáp ứng các cái yêu cầu của cái công nghiệp hỗ trợ, đó là chất lượng, giá cả và tiến độ giao hàng. Và trước khi có sự hỗ trợ thì chúng tôi cũng mong muốn thay đổi, nhưng nhờ cái chương trình hỗ trợ thì nó giống như một cái cú hích để chúng tôi là thay đổi được hoàn toàn và cũng có cái thành quả rất là lớn, là chúng tôi thay đổi được thì cái việc mà hợp tác với Samsung là nó được liên tục được nhận được cơ hội và mở rộng, và chúng tôi cũng đã đang sản xuất và gia công rất nhiều các cái linh kiện trong các cái chi tiết điện thoại. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt khi hầu hết các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đang chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Cái công nghiệp phụ trợ Việt Nam thì tôi cũng biết rất nhiều công ty khác mà họ cũng có thể cung cấp những thứ khác mà tôi không có. Thì muốn nói một điều rằng là thực ra công ty Việt Nam mình cũng có thể cung cấp được tương đối nhiều các cái vật tư linh kiện, nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ phải hai bên phải gặp nhau để bên nào thiếu thì bù cho nó bằng vừa. Để cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có thể phát triển được, tôi nghĩ rằng bên phía chính phủ Việt Nam cần phải suy nghĩ đến những chiến lược dài hạn, làm thế nào để sẽ có được cái sự hợp tác, sự phối hợp giữa chính phủ cũng như là các cái doanh nghiệp Việt Nam để có thể tạo ra một cái sự phát triển bền vững. Công nghiệp hỗ trợ là ngành sản xuất mang tính nền tảng của ngành công nghiệp chính yếu bằng việc cung cấp linh kiện, phụ tùng cho ngành công nghiệp lắp ráp.
trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, công nghiệp quốc gia không thể tồn tại và phát triển được nếu không có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, bởi công nghiệp hỗ trợ quyết định giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.